Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Kiểm lâm Quảng Trị tháng 8. Kính thưa quý vị, giao đất giao rừng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự chuyển đổi về cơ cấu kinh tế, xã hội ở địa bàn nông thôn, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng bền vững. Đối với Quảng Trị, trong thời gian qua, chính sách giao đất giao rừng thực sự đã trở thành đòn bẩy để phát triển kinh tế lâm nghiệp và nông thôn miền núi một cách có hiệu quả. Quảng Trị hiện có 242.240 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 141.499 ha. Từ bao đời nay, khu vực miền núi là địa bàn sinh sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Co. Sinh ra từ những cánh rừng giữa đại ngàn Trường Sơn, đồng bào Vân Kiều Pa Co từ xa xưa đã quản lý, bảo vệ rừng, giữ gìn không gian sinh tồn của mình gắn với các quy định và luật tục của mỗi cộng đồng, mỗi dòng họ, như các quy định về khu vực rừng để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, khu vực rừng ma, rừng thiêng là nơi yên nghỉ cho những người đã khuất. Việc khai thác các sản phẩm từ rừng phục vụ nhu cầu đời sống cũng tuân theo các quy ước và tập quán của người dân. Tuy nhiên, với hầu hết diện tích rừng tự nhiên còn lại, do người dân không được nhà nước bàn giao để quản lý, nên công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn gặp phải không ít khó khăn. Trước đây mà khi mà chưa có đề án giao rừng thì việc quản lý bảo vệ rừng gặp rất là khó khăn, do là rừng là chưa có chủ. Vì vậy việc ngăn chặn các cái tình trạng xâm phạm rừng là rất là lúng túng. Nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng hộ, môi trường sinh thái cũng như đời sống dân sinh, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Trên cơ sở các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ và hưởng lợi, từ năm 2005 đến năm 2008, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã xây dựng đề án giao rừng và thí điểm thực hiện tại bản Kỳ Ne của xã A Ngo, huyện Đắk Rông và tại thôn Ruồng của xã Hưởng Tân, huyện Hướng Hóa. Từ những kết quả đạt được, đến nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã thực hiện giao 20.330 ha rừng tự nhiên cho 106 cộng đồng và 1.056 hộ gia đình để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi. Từ khi được giao rừng, tất cả các cộng đồng, hộ gia đình đều chủ động xây dựng phương án quản lý và thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng. Nhờ vậy nên diện tích rừng được giao đã được bảo vệ ngày một tốt hơn. Em ở bảo vệ rừng thì được 2 năm rồi. Một tháng đi 3 lần. Đi một lần phải 2 ngày. Đi đem cái vòng của đô. Em đi hết cái rừng của Đắk Rông miếng. Thế em gặp họ cưa thì em phải báo kiểm lâm. Hoặc là kiểm lâm địa bàn. Quá trình giao rừng thì cũng có một số thuận lợi như sau. Chúng tôi thì là lực lượng là rất ít, mỏng. Do đó cái công tác bảo vệ rừng thì dựa vào cái nỗ lực của cộng đồng và của người dân, công tác bảo vệ rừng có hiệu quả. Từ những cái việc giao rừng thì người dân ở trên địa bàn là đã tạo cái điều kiện nâng cao cái cuộc sống cho người dân ở trên địa bàn bằng cách là người dân là tận thu các cái lâm sản ngoài gỗ ở trong rừng. Rồi hiện nay thì nhà nước đã có cái chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với người dân. Do đó thì cái thu nhập của người dân là tăng lên đáng kể, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái cuộc sống để giảm một phần giảm thiểu cái áp lực của người dân trong cái công tác là bảo vệ rừng. Ngoài việc tuần tra bảo vệ, cộng đồng hộ gia đình cũng đã mạnh dạn đầu tư để gây trồng các loài lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng như cây mây nước ở thôn Cợp, La Tó, Ăn Công, Kỳ Ne, Cuôi, Trà Lì. Một số cộng đồng khác lại chọn cây ba kích như ở thôn Pa Loang để có thể tăng thêm thu nhập từ việc nhận rừng và tổ chức sản xuất dưới tán rừng. Mặc dù diện tích rừng đã được giao phần lớn là rừng nghèo, xa xôi, hiểm trở, thời gian để được hưởng lợi phần gỗ tăng thêm của rừng còn dài. Nhưng với việc biết sử dụng bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, kết hợp với việc trồng thêm các loài cây có giá trị kinh tế cao, sẽ là góp phần đáng kể về thu nhập từ sản xuất lâm nghiệp của người nhận rừng.
Mặt khác, khi các chính sách khác về chi trả dịch vụ môi trường rừng như RED cộng, thủy điện, nước sạch được thực hiện, thì người nhận rừng sẽ có thêm nguồn tài chính. Tuy không lớn, nhưng đây là nguồn động viên khích lệ đối với người dân nhận bảo vệ rừng, góp phần vào việc thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước. Tổ bảo vệ rừng, cái lợi ích mà bảo vệ rừng cũng thấy là thay đổi. Cuộc sống của bà con cũng hình thức là hợp phát triển kinh tế cũng hơi khá. Nói chung là phạt nương phạt rệ là không có, chỉ có là việc là bảo vệ rừng thôi. Ngay để nó cũng là để phát triển rừng. Thì có những là phát triển rừng của thôn và cho lợi ích của đều là cá nhân và nước. Hiện nay diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh khoảng 30.000 ha là chưa giao cho hộ gia đình cộng đồng quản lý bảo vệ. Thì trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục bàn giao toàn bộ diện tích trên cho các hộ gia đình cộng đồng quản lý, và chi cục kiểm lâm sẽ tiếp tục tìm các nguồn vốn để hỗ trợ cho bà con phát triển lâm sản dưới tán rừng để góp phần bảo vệ rừng tốt hơn. Qua thời gian thực hiện đề án giao rừng tự nhiên cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý, thực tế cuộc sống đã cho thấy đây là một chủ trương đúng, phù hợp với nguyện vọng của người dân và tình hình của địa phương. Từ đó đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp người dân hưởng lợi từ rừng theo hướng bền vững, hướng đến xã hội hóa nghề rừng và giữ rừng có hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính của bản tin kiểm lâm tháng 8 và tháng 9. Trong bản tin kiểm lâm Quảng Trị kỳ này có nhiều bài viết về vấn đề trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng chứng chỉ FSC ở Quảng Trị. Nổi bật là bài cần chủ động phát huy thuận lợi và tháo gỡ khó khăn khi trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng chứng chỉ FSC ở Quảng Trị. Bài viết này đã phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với cá nhân, đơn vị tham gia trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Trị. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các yêu cầu của VPA để có thể tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế là mục tiêu của dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở Quảng Trị tham gia hội nhập chuỗi cung ứng gỗ quốc tế, là nội dung bài viết trong trang 2 của bản tin kỳ này. Một số giải pháp quản lý phát triển rừng trồng hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị. Theo bài viết này, hiện tại có 35.000 ha rừng trồng của hộ gia đình, chỉ có gần 2.000 ha rừng trồng cấp chứng chỉ FSC do thiếu vốn và nhu cầu tiêu dùng của nhiều hộ gia đình, mà hầu hết diện tích rừng trồng này được khai thác sớm trong khoảng 5 đến 7 năm, chủ yếu cho gỗ dăm giấy. Vì vậy, các cấp ngành trong tỉnh và chủ rừng cần phối hợp thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục kiểm lâm Quảng Trị tháng 8. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.